Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ bản thân của SPTN. Thưa quý vị, từ tối ngày hôm qua cho đến nay, cả thế giới đều chú ý đến cái tweet của Tổng thống Donald Trump coi như đe dọa xóa sổ Iran nếu Iran gây hấn với Hoa Kỳ. Tại sao Tổng thống Donald Trump tweet cái chuyện này? Thưa quý vị, là bởi vì vào tối Chủ nhật thì có một cái hỏa tiễn Katyusha do Nga sản xuất bắn từ phía đông của thủ đô Baghdad của Iraq, nơi mà có các lực lượng dân quân của người Shia. Họ đặt căn cứ ở khu mềm bé đó, thì một hỏa tiễn từ khu vực đó bắn sang cái khu vực Green Zone, là cái khu vực mà bên phía Hoa Kỳ lập ra một cái vòng vành đai an ninh để bảo vệ cho các tòa đại sứ quán của Hoa Kỳ cũng như là các cơ quan khác của Tây Phương. Thì khi mà cái hỏa tiễn này nó rơi trong cái khu vực Green Zone này thì nó cách tòa đại sứ Hoa Kỳ trong vòng khoảng chừng một dặm. Thì đó là lý do tại sao mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cái tweet. Nhưng mà trong cái sự kiện này thì chúng ta thấy có một vài điểm cần chú ý. Thứ nhất là các nhóm mà dân quân Shia này thì hầu hết đều được ủng hộ bởi bên phía Iran. Mà đồng thời những người Shia này cũng là cái thành phần mà là dân số đông nhất ở tại Iraq và hiện nay trong chính quyền Iraq. Thì thưa quý vị, đây là một cái cuộc chiến mà chúng ta nghe tới đó, chúng ta thấy rằng là có một cái sự mà gọi là một cái mớ rối bồng bồng trong cái vấn đề chính trị ở tại Iraq này, thưa anh Đỗ Dũng. Vâng, thì chuyện này chắc có lẽ chúng ta cũng đã giải thích nhiều lần vì sao rồi, cái cuộc chiến bùng bệnh mà nó tới ngày hôm nay, nó ra cái mớ bồng bồng này, cũng đã nhiều lần nó xuất phát từ thập niên 90 và trước đó nữa. Rồi sang một đề tài khác là đề tài phá thai. Tuần trước tôi có đưa tin quý vị, Alabama thông qua luật phá thai gọi là gắt gao nhất nước Mỹ và đã được thống đốc tiểu bang này là bà Kay Ali ký xong rồi. Thì bây giờ phản ứng như thế nào chúng tôi đã phân tích cho quý vị nghe. Đây đang là cái phong trào mà họ tìm cách lật ngược lại cái phán quyết năm 1973 của tối cao pháp viện là Roe versus Wade cho phép phụ nữ phá thai. Thì bây giờ sau Alabama, bây giờ đến Missouri đang cũng soạn thảo cái luật đó và cấm phá thai sau khi em bé được 8 tuần. Thế thì chuyện này bây giờ nó tiếp tục gây tranh cãi, nhất là trong cuối tuần vừa qua. Thì Tổng thống Donald Trump bắt đầu đã lên tiếng, là hôm thứ Bảy vừa ông tweet ra như thế này, là ông cho biết là ông là một người hoàn toàn ủng hộ cuộc sống, nhưng mà ông nói rằng là cái luật của Alabama đi quá xa, đi quá xa. Ông nói rằng là nên loại trừ trường hợp là bị hãm hiếp và bị loạn luân, cũng như trường hợp mà sức khỏe của người mẹ bị đe dọa, là có 3 trường hợp nên được phá thai. Nhưng chúng ta biết rồi, Alabama chỉ chấp nhận trường hợp thứ 3 thôi, không chấp nhận 2 trường hợp đầu. Hầu hết tất cả các luật của các tiểu bang khác đều và cả liên bang đều chấp nhận 3 trường hợp này là được phá thai. Nhưng mà Alabama đi quá xa, đi quá xa. Và cả ông coi như là ông thượng nghị sĩ Mitt Romney của tiểu bang Utah, ông này là cựu thống đốc của Massachusetts và ông từng ứng cử tổng thống, ngày hôm qua lên chương trình State of the Union của đài CNN, ông cũng nói luôn đi quá xa, hai người này đều nói đi quá xa. Thì không biết là cái chuyện này nó có ảnh hưởng đến tối cao pháp viện trong những ngày tới hay không. Thứ nhất là cái luật này của Alabama chắc chắn là sẽ bị kiện ra tòa, và sẽ có một cái tòa đâu đó của liên bang sẽ ra một cái, người ta đoán là sẽ ra một cái emergency injunction yêu cầu ngưng thực hiện cái đó để chờ là xét xử và cuối cùng sẽ lên tới tòa pháp viện. Và cái thành phần mà chống phá thai thì ta hy vọng là cái ông Brett Kavanaugh và ông Neil Gorsuch là hai cái người vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào tòa pháp viện, hai ông bảo thủ, sẽ cùng với lại ba cái vị thẩm phán khác sẽ lật lại cái Roe versus Wade. Nhưng mà nó có hai cái ẩn số đây. Thứ nhất là ẩn số John Roberts, cái ông mà chủ tịch tối cao pháp viện, ông này là cái ông mà đã từng đứng về phía liberal, phía cấp tiến trong cái vụ mà hôn nhân đồng tính, thì người ta chưa biết là ông này sẽ như thế nào, thì ra cũng khó có thể biết. Cái điểm thứ hai nữa là khi tổng thống tweet ra như thế này và khi ông Mitt Romney lên một cái đài truyền hình quốc gia mà nói như thế, thì có thể là
gây một cái ảnh hưởng nào đó, gửi một thông điệp nào đó với hai cái ông mà mới vô, là cũng có thể lắm. Mặc dù trên nguyên tắc là các vị thẩm phán ngồi đó suốt đời sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng gì cả, nhưng mà ít nhất ít nhiều cũng thể có thể có, người ta chưa biết. Nhưng mà cái điểm người ta chú ý nữa là tổng thống Donald Trump khi mà ông tweet này ra thì ông có nói là tôi chỉ chấp nhận ba trường hợp phá thai đó, giống như trường hợp của cố tổng thống Ronald Reagan. Tức ngày xưa ông Ronald Reagan ông cũng chống phá thai và ông cũng chấp nhận chỉ cho phép cho ba trường hợp mà như chúng tôi nói, tức là gì, bị hãm hiếp, bị loạn luân và sức khỏe của người mẹ đe dọa. Và cái này nó cho thấy một cái điểm là, thưa quý vị, tổng thống Donald Trump đã thay đổi cái quan điểm của ông. Hồi trước đó thì ông là pro-choice, tức là gì, ủng hộ chuyện phá thai. Thế nhưng mà bắt đầu tháng 3 năm 2016 thì ông nói là tôi thay đổi rồi, bây giờ là tôi pro-life. Đó, thì chúng ta có thấy là khi mà tranh cử đó là người ta khác, cái chuyện đó không nói làm gì. Nhưng mà ngoài hai chính trị gia này ra thì có một người nữa rất là quan trọng, mà ông này là có thể là một trong mục sư ảnh hưởng lớn ở Hoa Kỳ, đó là ông Pat Robertson. Ông này ông cũng nói luôn cái chuyện luật của Alabama đi quá xa, tức là gì, rất nhiều người họ chống đối chuyện này. Nhưng mà bây giờ luật đã thông qua rồi, thành luật rồi, chúng ta chờ xem coi là sẽ kiện cáo tới đâu và ảnh hưởng của tố cáo pháp viện như thế nào trong những ngày tới. Riêng bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, bà này phụ nữ, được biết phụ nữ là bà thượng nghị sĩ của Massachusetts, là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020, thì bà nói là cái sự cấm đoán này là nguy hiểm và đặc biệt tàn bạo. Bà dùng cái chữ là exceptionally cruel, và các tác giả của cái dự luật này đã muốn dùng nó để mà lật ngược cái quyết định Roe vs Wade năm 1973 mà do tối cao pháp viện phán quyết cho phép phụ nữ có quyền phá thai. Xin mời anh. Thì thưa quý vị, đây là một cái sự kiện rất là nhạy cảm ở tại Hoa Kỳ. Thì cái chuyện này chúng ta không biết rằng là thật sự cái nguồn gốc nó nằm có phải vì cái bản chất chính trị của nó hay không. Các quốc gia châu Âu, chúng tôi thấy Tây Âu như nước Pháp, nước Ý, cái chuyện mà phá thai không, nó không còn là chủ đề chính trị quan trọng đối với họ, là vì mặc dù các quốc gia đó là quốc gia, phải nói là quốc gia là tuyên bố quốc giáo của họ là Thiên Chúa giáo, nhưng mà cái chuyện đó của họ, họ cho phép cái chuyện phá thai nhưng mà không có thành cái chuyện nhức đầu. Còn ở Hoa Kỳ thì chuyện này nó kéo dài biết bao nhiêu thập niên, có phải là vì các thế lực chính trị vẫn tiếp tục lợi dụng cái chủ đề này để mà tranh cử hay không, thì điều đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần suy xét đến. Nhưng mà trong cái chuyện này, các chính trị gia như anh Dũng vừa mới trình bày thay đổi cái quan điểm này soạn soạn, thì thật sự quan điểm của họ là cái gì trong cái vấn đề này? Và riêng cái trường hợp Alabama, nhiều người đặt ra câu hỏi, bây giờ nếu sanh ra những đứa con mà loạn luân, và ngay cả trường hợp mà người mẹ bị một cái tình trạng mà đe dọa đến tính mạng của họ mà không được phép phá thai, thì cái sự giết người nào là cái sự giết người ghê gớm hơn, thưa anh Dũng? Bà mẹ vì tình trạng sức khỏe sanh đứa con có thể chết, mà chết luôn cả mẹ lẫn con, mà bây giờ cái đạo luật này lại chấp nhận cái chuyện đó để mà chống lại sự phá thai, thì cái sự giết người nào là cái sự giết người gọi là ghê gớm hơn? Anh đưa tôi vào một tình trạng mà nó là mâu thuẫn con người. Dạ. Rất khó trả nhời. Cái này nó cũng giống như đó. Thế bây giờ đó là, nó giống như trên chương trình này tôi đã nói với vị nhiều lần, mà có một số vị phản đối là giữa kết án tử hình và cái chuyện mà phá thai đều là giết người. Và cái chuyện hôm trước thì bà Cathy Trần, là dân biểu Cathy Trần bên Virginia, đề nghị một cái tiêu chính của cái luật chống phá thai mà cho phép phá thai đã có ở tại Virginia, thì cũng có một số người phản ứng gọi là không được phá thai. Thế bây giờ trong trường hợp này vì người mẹ mà cho đứa nhỏ nó chết thì cũng là giết người. Câu trả lời của tôi rất đơn giản với anh đừng làm bộ anh quên, tôi nói nhiều lần. Đối với thượng đế, giết người là giết người, no matter what. Ok. Anh giết người có tội hay anh giết người không tội đều là giết người đối với thượng đế, bởi vì thượng đế bảo ai cho mày phán xét người đó có tội, đúng không? Thượng đế, quý vị nhớ trong Kinh Thánh hình như tôi nói có đúng không? Không đúng, sửa tôi. Cái câu chuyện người đàn bà bị ném đá đó. Yeah. Anh nhớ không? Nhớ người đàn bà bị ném đá, ngoại tình bị ném đá đó. Chúa bảo là quý vị có tư cách gì mà quý vị ném đá, phán xét người ta. Cho nên đừng bao giờ phán xét người khác. Đó là Chúa nói như thế. Tôi nhắc lại lời Chúa nói thôi. Và theo như Chúa nói, giết người là giết người. Trong đó là trong sáu điều răn, phải không? Chớ giết người, điều răn thứ sáu là chớ giết người, phải không? Hả? Đã giết người. Ở đây Chúa không nói là tội không tội. Cho nên nhiều người bảo
cái thằng đó là ăn cắp nó giết người nó phải tội tử hình, vẫn là giết người. Thành ra anh Long anh đưa tôi vào cái thế này, tôi phải nói con người ta mâu thuẫn, không mâu thuẫn không phải con người, mà con người không mâu thuẫn thì sao? Tắt thở. Trả lời vậy được không? Vâng, thì cái mâu thuẫn của anh nó đôi khi nghĩ lại nó không mâu thuẫn thưa quý vị. Ăn thua là cái quyền lợi của chúng ta đặt về phía nào thì chúng ta sẽ thay đổi quan điểm cho phía đó. Chúng ta không mâu không không có người nào mâu thuẫn với quyền lợi của chính họ cả. Thì có người tuyên bố rằng là tôi là pro-choice. À, như vậy là ý anh nói là có lúc thì tôi ủng hộ giết người, có lúc tôi không ủng hộ giết người, đúng không? Thế thì Thì tôi là con người có rồi. người tuyên bố là tôi pro-choice. Nhưng mà khi tôi ra tranh cử thì tôi biến thành pro-life và chúng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những sự Và kiện như thế. Và cái trong cái chuyện xin lỗi anh, xin này lỗi, và ngay cả cái chữ bồ choi nó cũng tào lao nữa. Tôi nói anh nghe, tôi xin nói thẳng với quý vị luôn, một số người bảo ông ủng hộ bác Thái. No, tôi không ủng hộ bác Thái, tôi ủng hộ quyền phụ nữ. Cũng là ngôn ngữ người ta tít ta là, nhưng mà nói chung là đối với Chúa là gì? Chúng mày giết người hết, chúng mày có tội hết. À, xin mời anh. Vâng, thưa quý vị, đây là chuyện vừa nhức đầu vừa phức tạp. Chúng tôi còn nhớ trong cái thời gian mà luận tội ông Bill Clinton thì cũng có một trong những người mà trong dân biểu mà là trong cái nhóm mà là cái ủy ban luận tội, thì sau này người ta móc ra ông này là ngày xưa là cũng bắt vợ bắt 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 bạn gái, sau đó bắt vợ phá thai. Thì đó những câu chuyện người ta đem ra, con người chúng ta rất là Ông nào có nhớ Tôi chỉ nhớ là ông này cũng có màu da đen. Tôi bị chính xác cái tên tôi không còn nhớ. Để có gì tôi đi tìm. Sang qua một câu chuyện khác liên quan đến những cái chuyện mà nhức đầu mà tự nhiên nó lại dính đến cái chữ luận tội mà tôi vừa mới nói. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà luận tội Tổng thống Donald Trump để mà đưa đến chuyện trách phế thì khoảng trong thời gian gần đây chúng ta nghe bên phía những người dân dân chủ mà những người thuộc với nhóm mà là vô cùng là cấp tiến thì họ lên tiếng đòi hỏi chuyện này, trong khi đó thì bà Nancy Pelosi thì lại nói không, không có cái chuyện mà impeachment, không có chuyện luận tội để trách phế. Thì bây giờ cái điều đó là mới chỉ là cái cảm giác chúng ta, đó là chỉ quan điểm một đảng. Nhưng cái chuyện mà một đảng lên tiếng về chuyện trách phế Tổng thống Donald Trump thì bây giờ nó có cái sự là thay đổi. Là bây giờ bên phía Cộng hòa có người lên tiếng về chuyện này. Thưa anh Dũng, câu chuyện đầu đuôi ra sao? Chúng ta phải đợi quảng cáo chút đã, chúng tôi phải làm nghĩa vụ. Xin quý vị đừng rời màn hình SVTN, chúng tôi nói cho quý vị biết người đó là ai sau phần thông tin thương mại. Xin đừng rời màn hình. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.